nên nhớ, vào trong một ngôi nhà, kẻ nào chọn đúng ngõ để vào nhà thì kẻ đấy sẽ vào trước. Cũng giống như vậy, bạn muốn trở thành một chủ doanh nghiệp thì bạn có rất nhiều ngõ vào, nhưng bạn chọn đúng ngõ mà thuộc về thế mạnh của bạn thì bạn sẽ đi đến đích. Vâng, thưa các đại ca là trường doanh nhân siêu Việt Nam thì tuyển sinh như thế nào? Tôi nói về tuyển sinh trước xong tôi sẽ nói về học tuyển sinh thì thủ tục đăng ký ở đây thì các bạn biết rồi thì chúng ta sẽ đăng ký trước khi thi tốt nghiệp tức là gần như trường này là bọn tôi là khi các bạn thi tốt nghiệp xong thì đã xong danh sách rồi xong danh sách rồi thì gần thì đến đây là thi, thi chỉ yên tâm là thi tốt nghiệp vượt qua thi tốt nghiệp là vào nhập học thế thì khi mà vào nhập học thì bạn được học 3 năm bạn được học 3 năm thì cụ thể trong 3 năm mới là học những cái gì kéo ra đây ạ vâng thứ nhất là trong cái năm nhất này, trong cái năm nhất, tôi nói về quyền lợi của bạn đã, quyền lợi chung nhé, là bạn được bao ăn ở, đồng phục, à, rồi là các chi phí thể thao, picnic, rồi tiền điện, tiền nước tóm lại là ông mang mũi quần đùi giống lên thôi, rồi ông đi học thôi. Nói vậy thôi, khi nhập học vẫn phải mặc quần dài. Nói vậy không nhớ cái bố nào cũng mặc quần đùi nên là chết đấy nha. Vẫn phải quần áo đầy đủ, đấy. Nhưng mà tôi bao hết. Có nghĩa là nếu ông mang bộ quần áo dài nên cộng với quần đùi thì nên nơi ông cởi quần áo dài vứt đi thế là xong. Đấy. Quần đùi thì ông vẫn phải mua, xịp vẫn phải mua đàng hoàng. Ông thầy không mua xịp cho đâu. Đúng không? Rồi. Ừ. Thế thì tiếp nữa, vậy thì cách học là như thế nào? Vậy thì học tập theo kiểu môi trường ở chung và rèn luyện theo kiểu môi trường của đội. Tất nhiên nam nữ không ở lẫn lộn, nam ở với nam, nữ ở với nữ nhá. Còn lẫn lộn tôi bắt được tôi phang chết. Rồi buổi sáng thì các ông học cái chương trình cao đẳng và chương trình cao đẳng này thuộc cái cái quy chuẩn giáo dục của Việt Nam vì vậy là tôi không động đến cái này các ông cứ dạy buổi sáng đó lại cao đẳng cứ buổi sáng, lớp, buổi sáng lên lớp buổi sáng lên lớp buổi sáng lên lớp có vậy thì tôi không đụng vào thế còn toàn bộ buổi chiều thì tôi bắt các bố học cái chương trình thực tiễn học kinh doanh thực tiễn và học tiếng Anh đấy thì toàn bộ buổi chiều học cái chương trình này và học từ 2 giờ đến 4 giờ chiều Xong nghỉ ngơi thì từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày là tôi cho học võ. Doanh nhân có tí võ nó cũng 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 tốt bởi vì sau này nó nhiều tiền đấy Nhỡ cái mà thằng nào nó cướp thì mình còn có tí võ mình đỡ. không? Đấy, thì học võ cho nó khỏe. Xong buổi tối thì có các hoạt động về ngoại khóa như ghiêu ta, ghiêu vũ, đọc sách, thuyết trình. Đấy, thì như vậy là không có giờ nào các đại ca được nghỉ cả. Nhốt vào như quân đội và học suốt từ sáng thứ hai mà cho đến gì ạ? À? hết ngày hết ngày thứ sáu hết ngày thứ sáu thì riêng thứ bảy và chủ nhật thì cứ thứ bảy chủ nhật cuối tháng là cho các đại ca đi picnic đi du lịch ấy để đi đội nhóm chơi các trò chơi team building các thứ này là hòa nhập với nhau thế còn buổi tối thì mở mồm ra thuyết trình học guitar khiêu vũ cho nó giao tiếp cho nó thoải mái thỉnh thoảng chơi hội hội thao đấy bóng truyền bóng chiếc ghim ghiếc ở trường có hết thì các đại ca cứ vào đấy các đại ca ca chơi và như vậy là Chương trình cứ kéo dài hết một năm như thế này Thì các đại ca học hết cái phần mà Kỹ năng mà tôi đưa ra lúc nãy ấy, Trong cái video trước Học hết toàn bộ cái kỹ năng đấy Là hết năm thứ nhất là các đại ca Đã có đủ kiến thức kỹ năng Để ném vào bất cứ vị trí nào Trong kinh doanh Ở các doanh nghiệp Và đến đây thì tôi làm cái lễ tốt nghiệp Và cấp chứng chỉ quản trị kinh doanh Của tập đoàn siêu Việt Nam cho các bạn thôi nhé Và lễ bố trí việc là À, thì đến đây là bố trí việc làm cho các đại ca xong thì các đại ca đi gì ạ à, sang năm thứ hai thì các đại ca gì ạ cứ buổi chiều thứ bảy hàng chiều về thì trường lại hỗ trợ tức là khi đi làm nhé toàn bộ năm thứ hai là bắt đầu năm thứ hai năm thứ ba là đi làm ở doanh nghiệp rồi tôi bố trí việc làm đi làm doanh nghiệp và có thu nhập tự nuôi sống bản thân nhưng mà bây giờ là tự thuê nhà ở ngoài tự trả tiền điện nước tất cả mọi thứ à, tự và tự đóng học phí cho trường cao đẳng thì bây giờ trong cái trường cao đẳng này học tiếp 2 năm nhưng học buổi tối còn ban ngày đi làm ở doanh nghiệp và khi đi làm doanh nghiệp như vậy thì cứ một tuần có vướng mắc gì thì đến chiều thứ bảy thì có một đại ca doanh nhân sẽ đứng ra giải quyết toàn bộ các vướng mắc à, thầy ơi em đi làm kinh doanh anh em bị gặp cái vấn đề này thầy ơi thầy ơi thầy ơi có thầy đây vào chiều thứ bảy hàng tuần để giải quyết Thì như vậy đây chính là cái chương trình mà quản trị kinh doanh dành cho trung học phổ thông Các bạn có các cách đăng ký ở đây tôi đã ghi ở đây và các bạn chỉ cần đào tài liệu về thôi Thì chúng ta sẽ lựa chọn cách đăng ký Và nên nhớ là cuộc thi để vào trường hàng tuần Và anh nào tôi cũng xây dựng chính sách kinh doanh đấy Anh nào vào càng sớm Thì tôi khuyến mãi cho càng nhiều, giảm càng nhiều tiền Và bố nào càng vào muộn thì giá càng đắt hơn cho nên là bắt buộc phải ra đòn nhanh Không ra đòn nhanh thì không Một là không có cơ hội vào Hai là vào được nhưng giá rất cao Đấy thì như vậy là Đây là chương trình dành cho đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông Vậy tóm lại là từ đầu đến giờ Thì chúng ta chia sẻ với nhau những gì Một là kinh doanh là làm gì Chốt lại Kinh doanh là chuyển đổi luồng tâm lý khách hàng. Hai, trong kinh doanh có bao nhiêu phòng thì có truyền thông marketing sale và chăm sóc khách hàng thứ ba bạn nên bắt đầu bằng nghề nào thứ tư bạn nên chọn môi trường nào và thứ năm là nếu chọn được môi trường rồi thì bạn phải làm thủ tục như thế nào và tất nhiên một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng bạn phải nghiên cứu tố chất của bạn phù hợp để bạn tiếp cận với nghề nghiệp và nên nhớ vào trong một ngôi nhà kẻ nào chọn đúng ngõ để vào nhà thì kẻ đấy sẽ vào trước cũng giống như vậy bạn muốn trở thành một chủ doanh nghiệp thì bạn có rất nhiều ngõ vào nhưng bạn chọn đúng ngõ mà thuộc về thế mạnh của bạn thì bạn sẽ đi đến đích nếu bạn đi xe đạp bạn chọn đường tắt nhưng nếu bạn đi ô tô tức là mình có rất nhiều thế mạnh mà mình lại đi đường tắt thì có nghĩa là mình đến chậm hơn thằng xe đạp nhưng ngược lại nếu đi ô tô mà vào cao tốc thì nó hơi xa một chút chấp thằng xe đạp rồi đi tắt nhưng ngược lại xe đạp mà ngốc lại đi vào con đường xa lộ thì công an nó bắt thì mãi không đến tới nơi được đấy ví dụ như thế để bạn hình dung như thế và cuối cùng thì tôi chúc cho bạn kiên định sáng suốt để lựa chọn được một cái nghề trong lĩnh vực kinh doanh và kiên định để đi và hy vọng rằng 10 năm nữa tôi sẽ gặp lại bạn với cái vai trò là chủ một doanh nghiệp. Lúc đấy chúng ta đầy dẫy hoàn hình và tôi tin nếu bạn quyết tâm bạn sẽ làm được. Chúng ta cùng cố gắng. Xin chào và hẹn gặp lại. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website: truyenduanhnhanceoviet nam edu vn